Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze. Đây là cái phiên bản Chevrolet Cruze bản LT, bản số sàn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đăng ký từ năm 2018, đăng ký tháng 7 năm 2018. Chiếc xe đã chạy được 3 vạn km rồi, còn rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT 2018 này. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe ạ. Chiếc xe này là màu đen và chiếc xe này chúng tôi mua về nó cũng đã rất là đẹp rồi, chỉ có đánh rửa dọn dẹp đi là tôi đem ra đây tôi quay cho quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cũng chỉ có đánh rửa dọn dẹp qua đi thôi chứ còn lại là nó đẹp sẵn rồi quý vị các bạn nhé. Bên ngoài thì không có xước sát gì cả. Đấy, rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản này là phiên bản LT, trang bị động cơ xăng số sàn, hộp số sàn là 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài quý vị các bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp. Đẹp từ cái cụm đèn pha, đèn LED rồi đến cái đèn gầm. Chiếc xe này cũng đã được trang bị đầy đủ cả cái đèn gầm, đèn LED đấy nhé quý vị bạn. Đây là cái đèn pha này, rất là mới này, rất là sáng này, rất là bóng. Và đây là cái đèn LED ban ngày. Đấy, đây là cái cụm đèn LED ban ngày nhé. Khi đi là nó sẽ sáng, nổ máy nó sáng. Và đèn dưới là đèn gầm, hay còn gọi là đèn sương mù. Đèn gầm, đèn này cũng đã được trang bị là cái đèn bi xenon quý vị các bạn nhé. Đèn gầm là đèn bi. Đấy, đèn LED rất là đẹp, rất là mới đây quý vị các bạn ạ. Tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe nhé. Đây là cái gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu cũng được tích hợp là gương gập điện, xi nhan trên gương. Đã có xi nhan trên gương rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Và đặc biệt là chiếc xe này đã được chủ xe lên một cái dàn lốp Michelin rất là đẹp luôn đây quý vị và các bạn ạ. Michelin rất là mới mà chủ xe cũng đã lên cả một dàn luôn rồi đây. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà bây giờ mua chiếc xe này về thì cứ yên tâm mà chạy thôi nhé. Đấy, dàn lốp DS20, cả một dàn lốp mới tinh mà chủ xe đã vào cho chiếc xe Chevrolet Cruze này ạ. Phiên bản LT, nhìn về cái đằng sau. Đằng sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Cảm biến lùi đây và cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu cũng rất là mới ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có xước sát gì cả. Đấy, logo các chữ này còn rất là sáng ạ. Đây là cái phiên bản LT quý vị và các bạn nhé. Ở Chevrolet Cruze nó phân làm hai phiên bản, Cruze LT và LTZ. LTZ là phiên bản số tự động, còn LT thì là số sàn thôi quý vị và các bạn ạ. Đấy, cái cụm đèn hậu rất là sạch, rất là mới ạ. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới, rất là bóng bẩy ạ. Và cái phần bên ngoài đây thì quý vị các bạn ạ, không có xước sát gì cả. Đấy, chỉ có xước sát thì rất là nhỏ nhẹ thì như này đây quý vị bạn. Đây gọi là xước lông mèo thôi. Nếu như tôi dí sát camera này vào thì mới nhìn thấy nó xước đi. Còn nếu đứng cách khoảng độ 1.5 mét, 2 mét thì không nhìn thấy vết xước luôn ạ. Đấy, là răng cũng chưa có xước sát gì nhiều. Gọi là xước sát cũng rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, xước sát rất là nhỏ nhẹ. Đây, dàn lốp này. Dàn lốp 20. Dàn lốp đế lốp 20 này rất là mới này. Rất là dày. Cả một dàn lốp này rất là dày. Và cái dàn lốp này là chủ xe lên cả một dàn Michelin luôn quý vị các bạn ạ. Cho nên quý vị các bạn đi yên tâm, Michelin thì rất nhiều người mua xe mới về cũng phải lên luôn cho đi cho nó êm rồi. Vì hiện nay tại thị trường là những chiếc xe được trang bị vào lốp thì là không đúng theo lốp Michelin đâu. Cho nên là cái sở thích của người Việt Nam mình thì rất thích đi những dòng lốp Michelin. Vì vừa đi nó bền và nó êm hơn. Đấy, nó dẻo hơn, êm hơn. Cho nên là rất nhiều người mua xe mới. Có những người vừa mua xe mới xong cái cũng đã thêm luôn một cái dàn lốp Michelin, sẵn sàng đầu tư đổi các lên một dàn lốp Michelin luôn. Đấy, nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy, chiếc xe rất là đẹp, không có bị xước sát gì cả. Và chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe cũng như về cái phần keo chỉ của chiếc xe ạ. Đấy, trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái cánh cửa bên lái đây quý vị và bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản luôn đây này. Đấy, trên này thì nó không có keo chỉ, nó chỉ có dập này thôi. Nhưng mà bên dưới là có keo chỉ đấy ạ.
Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái phần keo chỉ nha. Ví dụ trên này là nó không có keo chỉ thì nó có gập mép này, gập mép nó có đinh tán này. Nếu như đâm đụng hay va chạm gì cả là nó mất cái đinh tán này, không làm lại được cái đinh tán này quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần tôi chia sẻ về đi mua xe cũ ạ. Và cái táp bi cửa thì quý vị các bạn thấy đây ạ, rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe mới chạy được có 3 vạn km thôi. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, điều chỉnh gương này, gương đã tích hợp là gương gập điện sẵn rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất thì rất là đẹp này. Hệ thống đèn của chiếc xe Chevrolet Cruze này cũng đã được trang bị là đèn auto rồi quý vị bạn nhé, tức là để chế độ auto tự trời tối thì đèn sẽ sáng mà tự trời sáng thì đèn sẽ tắt. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất da chiếc xe này đã có nội thất da rồi quý vị các bạn nhé. Trần đây rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được lắp ráp tại Việt Nam và sản xuất năm 2018 đây quý vị các bạn nhé. Nhiều người chiếc xe sản xuất năm 2017 nhưng đăng ký 2018 thì vẫn gọi là 2018 nhưng mà nó chỉ là model thôi. Còn năm sản xuất thì chiếc xe này là năm sản xuất chính xác là 2018 luôn quý vị bạn nhé. Đăng ký tháng 7 năm 2018, đăng ký tên tư nhân. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn, phía sau bên lái cho quý vị và các bạn xem nhé. Đây là keo chỉ này, đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái, keo chỉ rất là nguyên bản này, táp bi cũng rất là đẹp này, chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này. Đây là cái phần ốp giả carbon này, vừa trang trí mà vừa để chống xước. Còn đây là cái phần inox trải sàn da. Đấy, chủ xe cũng đã có trải sàn da rồi. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Chiếc xe này là chúng tôi vừa mới rửa xong đấy quý vị các bạn ạ. Vừa mua về thì cũng có đánh bóng qua về bên ngoài thôi, còn rửa đi, còn cái nội thất các thứ là tôi để nguyên, không phải dọn dẹp gì nhiều. Vì chiếc xe này là thứ nhất là tôi cam kết là không chạy dịch vụ, không taxi, không dịch vụ gì cả, cho nên là nó rất là sạch sẽ đấy ạ. Đấy quý vị và các bạn xem đấy ạ. Từ những cái trần nó rất là sạch sẽ, nếu như chạy dịch vụ, chạy nhiều thì nó không còn sạch, không còn được đẹp như thế này đâu ạ. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào trong nội thất của xe để xem về cái phần nội thất nhé, cũng như là cái phần option mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ bật cái đầu nổ máy lên này. Nổ máy là phải đạp phanh thôi, tôi ngồi sau nên không đạp được phanh. Đây lên. Đây quý vị và các bạn nhé, đồng hồ công tơ mét đây ạ. Đấy. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Vô lăng cần số này rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đầu CD, có cả cảm biến lùi nguyên bản theo xe, túi khí an toàn đầy đủ hết, và nội thất thì còn rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nó là rất là đẹp, rất là mới đấy quý vị và bạn nhé. Đây cái phần trần đây này, nếu như chạy dịch vụ nhiều hay chạy nhiều thì nó không còn được đẹp như này đâu. Tiếp theo thì tôi lại mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem. Cốp sau này cũng đã được trang bị là cái khóa điện rồi quý vị bạn nhé. Đây, khóa điện thì mở cốp ở trên này đây ạ. Đấy, mở cốp bấm vào là cốp nó ra. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và bạn xem về cái cốp sau, thì là xem phần keo chỉ đã này, xem có bị đâm đụng hay là va chạm gì không ạ. Đây là cái keo chỉ của cốp này, còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy. Cốp sau cũng rất là sạch sẽ. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc sedan thì những chiếc xe sedan này thì cốp rất là rộng quý vị các bạn nhé. Đấy, cốp rất là rộng luôn này, thì nó sở hữu kích thước chiều dài nó dài cho nên là cốp rộng. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Táp bi rất là mới này, chưa có xước sát gì nhiều. Đấy. Chạy nhiều hay chạy ít thì là quý vị và các bạn xem qua về cái phần tổng thể của chiếc xe nhé. Chứ đọc cái đồng hồ thì cũng không thể đánh giá lên được cái điều gì cả. Chúng ta phải xem từ nội thất này. Đấy, cái hàng ghế sau này thì quý vị và các bạn thấy đấy, ngồi cũng rất là VIP, có cả cái bị bệ tì tay.
cả bệ tí tay hoặc cả để chai nước đây cho hành khách ngồi đằng sau này. Rất là đẹp, rất là mới, và đặc biệt là chủ xe rất là cẩn thận đây, úp bậc cửa inox để chống xước, vì là người nhiều người đi lên hay bước chân vào đây nó xước. Keo chỉ thì nguyên bản rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên lá phụ này ra nhé. Đây là cái cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa rất là mới luôn ạ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nội thất thì phải nói là rất ok rồi, không có cái gì để chê cả. Chúng tôi cam kết là nguyên bản hết đấy ạ. Những từ những cái ốc bản lề cánh cửa cho đến keo chỉ cánh cửa, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết ạ. Trần rất là sạch sẽ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái động cơ của chiếc xe Chevrolet Cruze 2018 này ạ. Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Cruze phiên bản LT này là một cái khối động cơ xăng EVTEC 1.6 lít quý vị và các bạn nhé. 1.6 lít và là động cơ xăng, hộp số sàn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần ốc cabo đã này. Từ ốc cabo này cho đến này, keo chỉ của cabo để xem chiếc xe này nó còn nguyên bản hay không. Đấy. Ở cái phiên bản LT số sàn này thì là cái nắp cabo nó không có cái tấm chống nắng nhé, không có cái tấm chống nóng, cho nên là xem vào đây là chúng ta nhìn thấy rất là rõ này, nếu như bị đâm đụng hay không, có va chạm gì hay không. Ở cái phần đầu này là chúng ta nhìn cái cabo là biết luôn đấy ạ. Đấy. Và keo chỉ nó còn nguyên như thế này đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên như thế này và cái ốc cabo nó cũng còn nguyên bản như thế này. Thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía trước này cả. Đấy. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn nhé. Đấy. Những cái động cơ này rất là nguyên bản đây này. Còn nguyên hết đây quý vị và các bạn nhé. Tất cả những con ốc ở trong cái động cơ này là còn nguyên bản hết. Tại vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi. Cho nên là nó còn nguyên bản, còn đẹp lắm đấy ạ. Và nó còn rất đẹp, sạch sẽ như thế này. Cho nên là chúng tôi mua về là chúng tôi không có dọn dẹp gì cả. Chúng tôi để nguyên. Đấy, chúng tôi chỉ có đánh bóng và dọn rửa ở bên ngoài là chính thôi. Chứ còn bên trong này là chúng tôi để nguyên đấy quý vị bạn ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này nó còn nguyên bản hết này. Không bị tai nạn, không bị ngập nước. Keo chỉ còn nguyên bản và máy móc còn nguyên bản hết đấy ạ. Vậy nếu quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 345 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Chevrolet Cruze đời rất là cao, chiếc xe sedan đời cao 2018 mà chỉ có 345 triệu đồng. Nếu như bây giờ quý vị và các bạn mua mà chưa có thu xếp đủ tài chính để mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể làm trả góp. Nếu như chiếc xe này mà quý vị và các bạn làm trả góp thì quý vị và các bạn chỉ bỏ ra khoảng 100 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Chevrolet Cruze 2018 này rồi đấy quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Đấy, cho nên là bây giờ chiếc xe này chúng tôi đang bán là 345 triệu đồng. Tôi cứ tính gọn là 350 mà vay lên 70%, 7 là chúng ta cũng đã chỉ bỏ ra khoảng 100 triệu đồng thôi là quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe này rồi đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.